Đây là bài thơ con đã tặng ngày ngày Giáng sinh vừa rồi. Bài thơ đã làm trái tim mẹ tổn đức và đã khóc những giọt nước mắt rất là hạnh phúc. Hôm nay những người bạn thân thương của mẹ có mặt ở đây và Hiếu Hạnh sẽ ngâm bài thơ này để mẹ tặng con, coi như là cái tình cảm mà con trao mẹ đã ghi nhận và rất là cảm ơn con món quà Giáng sinh vui vẻ. Bây giờ Hiếu Hạnh sẽ ngâm bài thơ con tặng cho mẹ. Mẹ là người mẹ thứ hai con có được kể từ ngày con xuất gia phú quý. Con không thể tìm đâu ra được ngôn từ nào chữa hết nghĩa sâu. Mẹ đã từng thao thức suốt thâu cho anh ấy say nồng chất việc, giờ bóng xế mẹ còn lo tiếp cháu thơ ngây giấc ngủ có tròn đêm. Ngày vào đời anh chập chừng bước lên, nhờ tay mẹ bao yêu thương dịu dắt, giờ tay yêu nhưng tim yêu nào tắt, gợi âm tình theo từng đường con đi. Chốn xa xôi mưa gió chẳng mẹ cũng quyết sáng đỡ đầm con cháu, đêm lạnh giá ánh trăng vàng 16 trại giang hòa giữ lòng mẹ biết mẹ một đời khổ cực bốn ba cho con được người chồng mơ ước, con không thể tìm đâu ra được